ba chú heo con có một bà mẹ heo sinh được ba chú heo con ba chú heo hay ăn nên lớn rất nhanh một hôm heo mẹ mới nói rằng các con đã lớn rồi các con phải ra đi và tự xây cho mỗi đứa một căn nhà ba chú heo con tạm biệt mẹ và lên đường đi được một đoạn ba chú heo gặp một bác nông dân đang vác một bó dơm to ba chú heo đứng lại chào bác nông dân chú heo cả nói với bác bác ơi bác cho cháu bó dơm này nhé cháu sẽ tự làm một ngôi nhà bằng dơm bác nông dân vui vẻ đồng ý thế là chủ heo đầu tiên đã xây cho mình một ngôi nhà bằng dơm chú heo thứ hai và chú heo út tiếp tục lên đường đi được một đoạn thì hai chú heo gặp một bác tiểu phu đang vác một bó củi lớn chú heo thứ hai nói bác tiểu phu ơi bác cho cháu bó củi này cháu muốn làm cho mình một ngôi nhà bằng gỗ bác tiểu phu vui vẻ đồng ý chú heo thứ hai liền dựng cho mình một ngôi nhà bằng gỗ thế là chú heo út tiếp tục lên đường đi được một quãng đường chú heo út gặp một bác thợ xây đang kéo xe gạch chú heo út đứng lại chào bác chú nói bác ơi bác có thể cho cháu số gạch trên được không bác thợ xây vui vẻ đồng ý chú heo út xây cho mình một ngôi nhà bằng gạch rất kiên cố một hôm cho sói xuất hiện nó đi đến ngôi nhà bằng dơm cho sói gõ cửa và nói này heo con mở cửa cho ta vào với không chú heo con nói được rồi ta sẽ thổi tung căn nhà của ngươi nói rồi nó thổi ngôi nhà bằng dơm sập xuống chú heo phải chạy sang nhà chú heo thứ hai cho sói đuổi theo đến ngôi nhà bằng gỗ của chú heo kế cho sói gõ cửa và nói: "Này heo con, hãy mở cửa ra." "Không," chú heo con nói. "Được rồi, ta sẽ thổi tung căn nhà của ngươi." Rồi nó thổi, ngôi nhà bằng gỗ sập xuống, hai chú heo chạy sang nhà chú heo thứ ba. Sói đuổi theo đến ngôi nhà của chú heo út, cho sói gõ cửa và nói: "Này heo con, hãy mở cửa cho ta vào." không chú heo con nói được rồi ta sẽ thổi tung căn nhà của ngươi rồi nó thổi và nó thổi nhưng căn nhà bằng gạch không hề bị sập tức quá nó chui vào ống khói và leo xuống chú heo con mở nắp nồi nước sôi cho sói rơi từ trên ống khói xuống ngay nồi nước rất mạnh thế là hết đời cho sói chú heo út thông minh đã cứu được cả hai anh của mình